Hậu xác nhận kết hôn, Buka được mẹ chồng tương lai tặng xe hộp khủng. Vừa xác nhận kết hôn, Buka được mẹ Jin Tuấn Kiệt tặng ngay xe hộp cực khủng, khiến cộng đồng mạng ghen tị. Mới hôm nay, Buka đăng tải trên trang cá nhân của mình một chiếc xe hạng sang kèm dòng trạng thái cảm ơn mẹ yêu. Được biết chiếc xe này là do mẹ của Jin Tuấn Kiệt tặng con dâu trước khi đám cưới. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp để lại lời chúc mừng kèm ghen tị khi cô được mẹ chồng tương lai cưng chiều đến như vậy sau thông báo sắp đám cưới, Buka và Dinh Tuấn Kiệt có buổi tụ họp bên những người thân thiết. Tối ngày 6 tháng 9, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin Di Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Buka. Đây là cái kết đẹp được cả gian sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi đã thu hút gần 1 triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Ngay sau đó, Dinh Tuấn Kiệt và Buka cũng đã cùng lộ diện trong buổi sinh nhật thân mật của nam ca sĩ. Lần đầu xuất hiện với cương vị mới là vợ chồng sắp cưới. Buka và Di Tuấn Kiệt ngồi sát cạnh nhau. Khuôn mặt của cặp đôi ngập tràn niềm hạnh phúc. Cùng nhau pha trò lại lỗi với dàn khách mời. Những người bạn thân thiết của Buka và Di Tuấn Kiệt như Huỳnh Lập, Rich Phan, Đại Nghĩa, Chun Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập Anh Tú đều có mặt để chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. Đặc biệt, bố mẹ Di Tuấn Kiệt cũng xuất hiện trong dịp này. Đây là lần đầu tiên Buka công khai xuất hiện chung khung ảnh với bố mẹ chồng tương lai. Trước khi xác nhận cưới, nữ diễn viên đã nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật, sinh nhật cùng gia đình của Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy, mối quan hệ của Buka và vị hôn phu rất thân thiết. Gắn bó từ nhiều năm qua, cặp đôi sẽ chính thức về chung một nhà vào cuối năm 2023. Di Tuấn Kiệt sinh năm 1994, năm nay 28 tuổi. Vậy nhưng ngoài đời nhìn anh chàng trẻ hơn khá nhiều, cảm giác chỉ ngang sinh viên đại học. Vì thế không khán giả lớn tuổi, ngay cả các bạn nhỏ cũng đặc biệt yêu thích và cảm nhận được sự gần gũi từ chàng trai. Dư Tuấn Kiệt đang hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau như ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Anh chàng nhanh chóng nhận được ấn tượng tốt với khán giả khi sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, giọng hát trầm ấm. Đặc biệt sau vai mẫn trong một phim sitcom Gia đình là số 1, sự yêu mến của khán giả dành cho nam ca sĩ cũng càng lớn hơn. Tận dụng sức hot, Dư Tuấn Kiệt liên tục cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Bên cạnh đó anh còn tham gia những dự án phim, game show. Sự cống hiến của nam ca sĩ nhanh chóng chinh phục được trái tim khán giả, thu về cho anh chàng lượng fan hâm mộ đông đảo. Buka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1989, hiện nay đã 33 tuổi. Buka sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, hiện cô đang hoạt động nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh. Buka có chiều cao 1m62, Buka là một diễn viên hài, diễn viên truyền hình, và làm MC cho một số chương trình truyền hình. Vuka là một diễn viên và MC nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu phía Nam. Cô nổi tiếng với sự duyên dáng, hài hước trên sân khấu, cùng một gương mặt khả ái xinh đẹp, sống một cuộc sống trong sạch và không có scandal. Ghi điểm bởi lối diễn xuất chân thật, sinh động và vui vẻ trên sân khấu. Nhưng ngoài đời, Vuka lại là cô gái nội tâm sâu sắc, từng đối mặt với nhiều sóng gió, Gần đây, Buka thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế sau nhập ngũ, cùng với nhiều ngôi sao khác như Hòa Minh Di, Minh Tú, Cà Đà Phương. Buka lên tiếng về ảnh diện áo dài đỏ, đeo vàng nặng cổ như cô dâu, dân tình đếm ngược chờ ngày vui. Sáng ngày 13 tháng 9, quản lý của Duyên Tuấn Kiệt bất ngờ đăng tải hình ảnh Puka duyên dáng trong áo dài đỏ, đeo bộ trang sức cưới bằng vàng sánh vai bên Duyên Tuấn Kiệt điển trai lịch lãm với bộ vét trắng. Ngay lập tức dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi đã bí mật làm lễ ăn hỏi sau khi công khai chuyện cầu hôn vào ngày 6 tháng 9. Mới đây trên trang cá nhân Puka chia sẻ lại hình ảnh với thắc mắc của một khán giả Hôm nay là lễ ăn hỏi của hai anh chị đúng không? Vì Puka Jin Tuấn Kiệt lên đồ đi sự kiện với outfit giống như cô dâu chú rể, nên không ít khán giả hiểu lầm. Cả hai bí mật tổ chức ăn hỏi. Trước sự việc này, Puka nhanh chóng lên tiếng đính chính. Không nha em, chỉ là sự kiện chung mà ngại quá nè. Jin Tuấn Kiệt bảnh bao trong bộ vét trắng, còn Puka nền nã trong trang phục áo dài truyền thống. Thoáng qua ai cũng ngỡ, cả hai đang là nhân vật chính trong ngày trọng đại, cũng tại sự kiện Puka nổi bật khi đeo set trang sức trị giá hơn 180 triệu đồng cho set full 4 sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp văn hóa truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại. Hình tượng trầu tem cánh phượng của bộ trang sức tạo nét lá trầu theo cánh phượng uyển chuyển bên ngoài, bao bọc bên trong là quả cau thể hiện ý nghĩa về sự hòa hợp và tình cảm sắt son của đôi lứa. Duyên Tuấn Kiệt tự tin thể hiện sự ga lăng như kéo ghế, mở nước cho người thương, khi được hỏi nghĩ gì về trang sức puka đang đeo anh nói chỉ cần người phụ nữ của mình chọn anh đều thấy đẹp khi được hỏi về cách xưng hô hiện tại với vợ tương lai duyên tuấn kiệt ngượng ngùng cười nói em kêu là puka em thích gọi gì em gọi phải có lúc này lúc kia mới vui chứ hiện tại khán giả đang nóng lòng chờ ngày gặp đôi lên xe hoa phía puka cho biết cặp đôi đang dự định làm đám cưới vào cuối năm nay trường giang trước đó vô tình úp mở về chuyện có thể cặp đôi sẽ có một đám cưới thật ngoài đời vào cuối năm nay Hôm nay mình tổ chức đám cưới cho Jin và Puka. Nay tổ chức giả, biết đâu tháng 11, tháng 12 này, mình tổ chức thật thì quá trời hạnh phúc luôn. Nếu ông chờ xe duyên và hai đứa yêu nhau thật sự thì đến với nhau chứ ngại gì. Hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện hoành tráng nhất nhì VBIT vào cuối năm khi quy tụ dàn sao Việt đình đám tham dự. Trước đó, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin – Duyên Tuấn Kiệt xác nhận đã cầu hôn Puka. Đây là cái kết đẹp của cặp nghệ sĩ trẻ sau 4 năm hẹn hò, được cả dàn sao Việt và công chúng ủng hộ. Bức ảnh ngọt ngào của cặp đôi đã thu hút gần một triệu lượt tương tác, chứng minh sức hút khủng. Duyên Tuấn Kiệt và Puka là một trong những cặp đôi chị ơi anh yêu em của Vbiz nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29, Duyên Tuấn Kiệt chính thức thông báo chốt đơn Puka thành công. Nam ca sĩ viết, Định 30 tuổi mới lấy vợ, ai già sớm hơn. Chúc mừng sinh nhật tôi, món quà sinh nhật lớn nhất của Jin. Cảm ơn gia đình bạn bè đã luôn đồng hành cùng hai đứa và đặc biệt cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương đẩy thuyền nhiệt tình cho hai đứa suốt thời gian qua. Nay chính thức thông báo thuyền đã cập bến. Trước đó Puka từng tiết lộ về hình mẫu chồng lý tưởng. Từ trước đến giờ tôi chỉ thích yêu người trong nghề vì đặc thù công việc tôi tiếp xúc với nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn đến ghen tuông mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông trưởng chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác. Bên cạnh đó, Duyên Tuấn Kiệt cũng từng chia sẻ về gu nửa kia. Tôi thích bạn gái cá tính, trưởng chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon. Tôi từng rất sợ yêu người trong nghề vì không có thời gian nhiều. Full HD màn cầu hôn 800 triệu đồng của Puka và Duyên Tuấn Kiệt khóa môi cực ngọt. Sau thời gian hẹn hò bí mật tối mùng 6 tháng 9, Duyên Tuấn Kiệt công khai cầu hôn Puka đúng sinh nhật tuổi 29. Theo chia sẻ, cả hai đã có 4 năm yêu nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được diễn ra vào tháng 11 tới. Tối ngày 19 tháng 9, Puka và Diên Tuấn Kiệt hé lộ, chọn vẹn khung cảnh buổi cầu hôn vào ngày 27 tháng 5, đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Theo chia sẻ, ekip đã tạo dựng hiện trường để lừa nữ diễn viên quay review trong một nhà hàng với mức giá 800 triệu đồng. Rất nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của Puka và Diên Tuấn Kiệt gồm MC Đại Nghĩa, Duy Khánh, Jun Phạm, Khánh Vân, Minh Tú, Cara Phương, Huỳnh Lập, Hồng Tú, Chris Van, Mai Quỳnh Anh. Trong khoảnh khắc đầy xúc động, Dinh Tuấn Kiệt nói, hôm nay là ngày 27 tháng 5, chuẩn tròn 4 năm mình yêu nhau. Anh quyết định dành ngày hôm nay cho em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm của chúng ta, chặng đường 4 năm của mình. Em nhớ em đã nói rằng, hồi mới quen, không biết chừng nào mình yêu nhau được 1.000 ngày. Hôm nay đã là 1.460 ngày rồi, cũng nhiều hen. Hôm nay anh muốn hỏi em một câu này, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Duyên Tuấn Kiệt chia sẻ, Buka liên tục hỏi ngược lại nửa kia. Ủa, người ta thường hỏi là em có chịu làm vợ anh không mà? hay nhưng mà sao anh cầu hôn em hoài vậy thay vì trả lời puka đã dành tặng duyên tuấn kiệt một nụ hôn đầy ngọt ngào như một cách gật đầu đồng ý chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của puka và duyên tuấn kiệt nhiều sao việt đã không giấu nổi sự vui sướng và xúc động chỉ ít phút đăng tải đoạn clip đã thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ phía dưới bài viết dân tình thi nhau thả tim và để lại nhiều lời nhắn tốt đẹp đến puka và duyên tuấn kiệt